Chào các bạn nha. Hôm nay là mình hướng dẫn và chia sẻ thuốc phân, thuốc hột, phân bón gốc, thuốc xịt đồ hàng ngày mình xài trồng cái mai dép này. Mình phải có những cái thứ này là mình sẽ hướng dẫn từ bước từng chi tiết cho các bạn xem, và mình đưa cái hiệu cho các bạn xem luôn, là các bạn xem cái clip này các bạn không có nhắn tin hoặc gọi mình hỏi nữa, là phải chụp hình gửi qua cho bạn xem cái này, xem cái hiệu kia đang cho các bạn đi mua. Mình xin nói thiệt với các bạn là mình đi làm rất là nhiều việc nên mình chia sẻ cho các bạn gì đã rất là quý rồi. Còn mình mà chụp hình gửi từng người làm sao mạng đâu giữa đồng nội mà có. Và thứ hai nữa là gửi người này không gửi người kia sao được, nên mình chia sẻ các bạn xem cái clip này thông cảm cho mình nha. Giờ coi theo vậy mà mua mà làm nha. Mình hướng dẫn rất là tận tình vậy là được rồi. Này, trước mắt là các bạn làm cái cây mai ghép là tùy theo các bạn làm phân món lá làm gì, ai bài các bạn xịt gì. Nhiều khi các bạn hỏi xịt này xịt kia được không, nhưng mà mình, các bạn nếu xem mình và ủng hộ mình và coi theo mình làm thì làm theo mình dặn, chứ các bạn đừng hỏi thứ khác. Nè, trước mắt là các bạn phải có cái rốt 2 đó. Cái rốt 2 này là mình mua 1 lít, là mình mua lần cả chục lít ở nhà, là không phải 1 lít. Nói chung 1 lít này á thì các bạn xài rất là nhiều, nhưng mà các bạn ít thì mua chai 100c cũng được, nhưng mà vườn các bạn 50 cây thì mua 1 lít để xài cả năm luôn. 1 lít rốt 2 này nè là mình lắc đều. Mình chia sẻ thêm cái này nữa nha các bạn. Bữa có mấy bạn kia bình luận vô nói mình á, là hoặc gọi điện trực tiếp nói mình chỉ thuốc này xịt cho các bạn xịt hư mai các bạn trái lá. Mình hỏi các bạn là pha làm sao, các bạn nói là cắt thuốc rồi rót cái này đổ vô cái bình xịt rồi đổ nước xịt luôn. Mình xin thưa các bạn, thuốc các bạn đổ vô bình xịt, các bạn, mình khuyến cáo các bạn là quậy ngoài thùng bê như mình làm, đổ vô nó mới là đều thuốc. Các bạn đổ vô cái bình xịt vậy là lóng ở dưới đáy, các bạn gia cống các bạn xịt cái thuốc đầu tiên đó là thuốc đậm đặc, còn ở trên đâu có thuốc mà các bạn nói mình là chỉ, các bạn sai. Cái đó là thực tế là do các bạn làm không đúng theo mình hướng dẫn. Thì các bạn, mình, các bạn coi lại cái nghiên cứu điều đó đi. Nè, rốt 2 nè, lúc nào từng nào á là các bạn cũng phải có cái rốt 2 này. Từ đây, từ đầu mùa mà nó bắn trời ra tới khoảng tháng 6, tháng 7 là lúc nào các bạn cũng phải có rốt 2 này. Từ tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì các bạn xịt cũng có rốt 2 này, mà các bạn xịt cái liều lợt lại cái này, chỉ có nửa này thôi. Đặng cho giữ cái lá các bạn, cái bộ lá các bạn xanh, không bị vàng, bị già, làm nụ vàng lá để nở bông. Thì còn đầu mùa các bạn cứ xịt đậm đậm nhiều tốn tiền cũng được nữa, mà nó còn mình thì mình xài 4. Mình bây giờ mình nói bình 16 lít để cho các bạn dễ hiểu ha, còn mình bây giờ thông dụng ai cũng xài bình 16 lít rồi. Lúc nào từng nào các bạn cũng có xịt 16 bình 16 lít là 43 đến 40c của rốt 2 này nha các bạn. Thì bây giờ đây cái bước thứ hai á, là cái này là mình xài mười mấy năm, mình cũng chia sẻ nhiều lần. Cái này là cái gói, này là cái gói chỉ bỏ chỉ, các bạn xài công kỳ đo hoặc là Actara, nó nhiều thứ để chỉ bỏ chỉ lắm, nhưng mình chỉ xài Matrino này, nó không mùi không vị gì hết, nó không độc hại gì hết. Nhưng mà cái này nó chỉ có 5.000 mấy 6.000 gói thơm Matrino nha các bạn. Nè, đó, cái này các bạn xài, mình xài mười mấy năm nó không lờn. Nhưng mà mình khuyên các bạn cái này xịt đều đều, từng xịt, mỗi tuần mỗi xịt, hoặc từng nghỉ từng xịt đi, là cái con bộ chỉ, có bác chỉ á, cái cây mai là nó sợ nhất là con bộ chỉ nó sẽ làm cho khô cái đọt cái lá mình, là cây bộ chỉ đó nó sẽ bị hút cái cây mai mình bị suy, là khó chỉ lắm. Còn bệnh thì các bạn từ từ chỉ cũng được, không sao. Cái Matrino này á, là các bạn xịt lên á, là để xịt hoài á, là con bộ chỉ nó không có lên, nó chết hoài. Còn nếu để con bộ chỉ nó chuyển qua cái màu nâu á, nó không phải màu trắng nhuyễn á, là con bộ chỉ đó các bạn xịt khó chết lắm. Các bạn phải phối hợp 2-3 thứ vô thì lại tốn tiền như lắm. Thì bây giờ cái này, cái bước thứ hai, thứ ba nữa là lúc nào cây mai vàng á, là các bạn nhìn nè, lúc nào cũng phải có cốc 85 nè. Cây tiêu nè, các bạn nhìn cây tiêu người ta cứ vẫn xài cốc 85 nè. Cốc 85 này các bạn nhìn thấy nó không có gì, nhưng thật ra là mình xài từ ngày xưa giờ có một loại cốc 85 đó. Có khi nào mình bệnh, mình cũng giải thích thêm, lúc nào mình có bệnh tháng thư á là mình mới xài Riluminol thôi. Còn bình thường là mình xịt cốc 85 hoài trong 6 tháng đầu năm, là các bạn xịt là vô tháng 7, 8, 10 dầm cái mai mình không bệnh. Còn các bạn không xịt ngừa nó hoài á thì tới tháng 6, tháng 7 khi đổ bệnh rồi các bạn chỉ mới được, nó sẽ đớt lá các bạn. Rồi, cái thứ ba nữa, cái thứ tư nữa là cái cây mai á, là các bạn xịt thuốc trừ sâu rất là dễ. Cái thuốc trừ sâu á, mình, tại vì mình xài cái loại này, thuốc trừ sâu này là thuốc nhúng mùng, thuốc nhúng mùng của Bộ Y tế nè. Cái mình nói thuốc nhúng mùng người ta sẽ biết đó, là cái thuốc nhúng mùng này á, là nó, mình muốn xài thuốc nhúng mùng là lý do là mình vô chỗ thuốc trừ sâu mình hỏi có bán cái thuốc nhúng mùng không. Cái thuốc nguồn này của anh sản xuất thì nó không độc hại mình, có thể xịt lên cây mận, cái đồ cây ăn trái mình không độc mình ăn được. Mà mình xịt đó, nó con ruồi, con mũi, con sâu rồi nó sẽ chết luôn. Cây mai thì dễ lắm. Bất, mình xin chỉ các bạn thêm là cây mai thuốc trừ sâu gì xịt cũng được, không phải là nhất thiết thuốc nhúng mùng. Mà thuốc mùng tại mình xịt thấy hiệu quả quá mình mới xài nó, là con ong rồi nó sẽ chết luôn.
mà mình xịt gần hừng sáng hoặc là sáng sớm đó, nó còn ngủ nó chết trong lá luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình chỉ các bạn cách pha nè. Mỗi mỗi tuần là các bạn xịt không có lá luôn lần nha, mình nói lần này nữa là cho các bạn dễ hiểu nè, mỗi tuần là từ đây tới tháng 6 tháng 7 là các bạn tuần nào thậm chí các bạn có 1 cây 2 cây chơi nhà các bạn 5 ngày xịt lần cũng được, nó chứ không phải riêng một tuần, nhưng mà mình nhiều mình xịt một tuần. Một tuần là mình xịt đốt 2 này nè, 40C cho 16 lít nha. Cộng với hai gói Maxino này nè, chung nè. Nè các bạn xem kỹ nha. Tuần sau á thì các bạn cũng xịt đốt 2 này với hai gói cốc 85. Nè cốc 85 trong đây nè. Đó, là các bạn hai gói cốc 85 quậy mà cái thùng B mới đổ vô thùng bình xịt nha. Tuần sau các bạn xịt cái này với hai gói này với 10 với đốt 2 là cũng xịt 16 lít. Tuần thứ ba thì các bạn xịt cũng rót 2 này nè. Rót 2 này với thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu nha các bạn, thuốc trừ sâu mà cái này pha chừng 15 20 c, cái này nó hay lắm, không cần xài nhiều. Nhưng mà tuần thứ ba các bạn lại quay lại nữa. Là coi như là các bạn nghỉ nửa tháng à, nghỉ một tuần tuần trước bạn không xịt Marino này. Tuần thứ ba này các bạn xịt rót 2 này nè. Với thuốc trừ sâu với Marino chung luôn, khỏi xịt có 85 nha các bạn. Nói chung là mình hướng dẫn các bạn một tuần các bạn nói về các bạn dễ hiểu, một tuần các bạn xịt cốc 85 rót 2 này với Martino, tuần sau các bạn xịt rót 2 này với cốc 85, tuần thứ ba các bạn xịt rót 2 này với thuốc trừ sâu. Thì vậy các bạn cứ đổi qua đổi lại thôi. Khi nào mà các bạn vô tháng 5 các bạn có sâu nhiều á, có bệnh nhiều, các bạn xài bốn thứ này chung luôn một lần một trong bình 16 lít luôn, y như công thức đó luôn. Nếu mà có hư cây các bạn đến nhà cự mình và đền mình cũng được. Là nhưng mà không quậy mà thùng bê đổ xịt ngay xịt bốn thứ, nhưng mà cái đó ít khi nào mình trị, trừ khi nào mình bị bệnh một lượt hết mình mới xài cái đó. Rồi cái này là cái N3NM nè, mình cũng giải thích nhiều lần nè. N3NM này là các bạn xài nhiều thì mua đại một thùng nó rẻ, còn không ấy các bạn xài ít thì mua cái hũ nửa ký đi. Đó N3NM này thì hôm nay á, mình hết B1 rồi, mình không có giới thiệu cái chai đó, nó cũng dục cái chai cho các bạn thì các bạn nói B1 các bạn biết không. Cái cây á, các bạn tưới B1 cũng được, N3NM cũng được, chứ không phải là nhất thiết phải N3NM này. Nhưng mà N3NM này trong đây nó có cái muỗng. À, trong đây nó các bạn xé cho các bạn xem nè. Nó có cái gáo nè. Cứ một thùng bê mà 20 lít á, cái thùng bê mà đúng 20 lít nước á các bạn, tại thùng bê 18 lít, thùng bê 22 lít nữa. Tùy theo thùng bê thì các bạn cứ nhắm là một thùng bê 2 muỗng này các bạn, thì các bạn trồng cái cây vô. Các bạn trồng cái cây vô khoảng 5 ngày đến 7 ngày thì các bạn tưới N3NM này vô gốc đó. Trước khi tưới này, bữa trước các bạn tưới nước, bữa đó các bạn không được tưới nước đó, các bạn tưới N3NM này vô. Tưới từ trên thân, tưới xuống gốc ướt luôn, thì cây thì các bạn tưới khoảng vài gáo tùy theo cái lớn cái nhỏ. Thì hai muỗng này cho 20 lít nước thì các bạn tưới mỗi tuần, các bạn tưới lần thì thí dụ 2-3 tuần sau các bạn muốn đổi qua B1 cũng được. Thì nhiều các bạn cứ hỏi mình hoài là cái cây mai á, lúc mà các bạn ghép có được tưới N3NM bón phân không? Mình xin nói các bạn là mình không bao giờ bón phân. Tới ngày mà cây mai mình thành rồi á, khoảng 4 tháng sau mình chưa bón phân nữa. Chủ yếu là cái phân các bạn tốt hay không, các bạn xịt lên lá với thuốc bệnh này, không phải là phân bón vô gốc mà cây mai các bạn tốt. Bộ rễ các bạn còn non, các bạn bón phân nó chết cây mai, hư cây mai rồi sao? Là chỉ tưới N3NM rồi, các bạn muốn tưới giờ nào cũng được, thậm chí tết tết các bạn tưới cũng được, nên các bạn đừng hỏi vấn đề này nữa. Là N3NM này là rất là dễ xài, hoặc là B1 các bạn tưới giờ nào cũng được, tưới nói chung là đang ghép tưới cũng được, ghép xong chiều tưới cũng được nữa. Giờ cái này là mình chia sẻ cái thuốc với phân nè. Rồi tiếp theo là mình hướng dẫn các bạn nè, tới thuốc là bón cây nè. Thì bây giờ các bạn trồng cái cây á, lúc nào trong cái cây các bạn cũng sâu ruột thân hay là sùng, cái con này con kia nó trong cái chất trồng của các bạn một năm nó ăn nhúng nhích ăn để lông hoặc là cái này cái kia dưới. Thì bây giờ các bạn mình nên khuyến cáo các bạn là thuốc trừ sâu nè, Furadang nè. Nè các bạn coi kỹ đi nha. Một năm á, các bạn rải đúng 3 lần trên đó là mình hứa với các bạn là không có gì trên đó. Các bạn rải xong tưới nước phải đi ngày mai, sáng bữa sau con sùng nó sẽ bò cung mặt chậu các bạn đó, hoặc cuốn chiếu trùng thì nó sẽ lên hết. Đó là mình một năm các bạn rải 3 lần nha. Rải lần một cây dừa dừa nó thì cái này nó cũng không bao nhiêu tiền, nó dễ về à. Đó là bắt buộc phải có cái này mới được. Rồi bắt đầu tới cái bước thứ hai á, là mình sẽ giới thiệu phân các bạn. Mình dồn cái vườn mình toàn bộ á, là mình làm mình không có nói sai lời, bất cứ mình nói cái gì mình dám lấy cái vườn mình giao, mình bảo đảm với các bạn mình không có làm sai nè. Các bạn nhìn kỹ nha. Cái đi mít này là đi mít của Úc nha. Cái đi mít của Úc á, các bạn biết nó nguyên một bao rồi, nó hôi dữ lắm, nó hôi hơn là đi mít Nhật. Đó, coi kỹ nha, đi mít của Úc nha. Thì nói chung đi mít của Nhật cũng được, không phải không, nhưng mình thấy đi mít Úc nó thúi nó hôi hơn, mình làm hoài thấy nó hiệu quả. Thì các bạn bón
cái cây thì hổng, mình có hướng dẫn cái clip mà bón cây rồi đó. Thì các bạn sẽ phối hợp với thằng DMX này với thằng DB nè, DB đen này nha các bạn. Nè các bạn nhìn DB nè. Đó. Là các bạn sẽ nhìn kỹ mình nha. Nè. Là DAB nên nó mình sẽ giải thích các bạn vậy. Là thằng DMX các bạn xài bắt buộc phải có thằng DB này. Nếu mà không có DB này cái lá mai của các bạn không bao giờ xanh và lớn được. Nên á, nên các bạn nghe mình từ đầu năm tới tháng 10 luôn á, các bạn cứ xài DMX với DB đi, còn người ta xài bón kích ra bông ra lá gì, các bạn cứ tin mình đi, dùng mình không bao giờ bón kích cái gì hết. Giờ mình hỏi các bạn nè, đầu năm tới tháng 6 các bạn không làm cây mai da trượt dài như vậy. Tết các bạn bông đâu giờ cho các bạn kích cái gì vô, làm sao cứ cho cái thuốc tiên vô nó cũng vô hỏng cái bông cái tược các bạn đâu da bông. Còn các bạn tại sao không làm theo mình đi làm cho cái tược sung da dài về Tết tự động nó có bông có cành các bạn chơi chứ đâu cần gì kích, làm gì đâu kích gì, thật ra kích cái gì ai dám bảo đảm mà kích ra bông. Rồi á là mình xài là cứ nguyên thể như vậy, cứ DMX với DB vậy thôi. Các bạn cứ làm cho cái cây các bạn tốt, xum xê các bạn uống sữa đi là nó sẽ có bông, giờ cái mai ghép các bạn hái lá giờ này có bông thôi. Thì mình làm vậy từ xưa giờ vậy chứ không có cái gì thêm hết. Còn về vấn đề DMX này thì mình sẽ bỏ cho các bạn xem một cây, các bạn coi luôn là một cây thôi, tại hôm nay là cây mình chưa có đúng bỏ được nên các bạn sẽ mình sẽ bỏ một cây cho các bạn xem để các bạn sẽ biết nè. Rồi hôm nay nãy mình hướng dẫn phân nhưng mà tại vì hôm nay cái vườn mình á là mình cũng nói các bạn là chưa đến lúc mình bón phân, không hổm mình có bón là tại vì mình bón được chỉ mười mấy chậu cho các bạn xem thôi. Còn á bây giờ mình bón một cây thôi cho các bạn xem thôi nha, chứ cái vườn mình chưa có bón được, cái lúc nào bón được mình sẽ bón cho các bạn xem. Đó như cây mai này các bạn hình dung như thế này nè. Đó, nó thành hình như vậy rồi, bây giờ các bạn bón được rồi đó. À, mình bón cho các bạn liều lượng cho các bạn xem nha. Tôi kỹ nha, để một cây này nè. Đó. Cây này là chậu 1 mét nha các bạn. Chậu 1 mét đó, là các bạn bỏ khoảng DMX này các bạn bỏ khoảng 2 đến 3 nắm đi. Đó, 2 đến 3 nắm chặt đi. Nói chung là DMX này các bạn bỏ bông nắm cũng sao hết đó. Rồi có người hỏi ngâm tưới hay là bỏ tưới gì, nói chung là cái gì cũng được nhưng mà mình vườn mình nhiều mình cứ rải gì cho nó lẹ chứ có đâu mà mình phải ngâm tưới biết chừng nào. Ngâm tưới cái liều lượng khó canh lắm các bạn, nhiều khi các bạn tưới cái ọt nó chạy dưới đó rồi giờ sao, nó khó canh lắm. Rồi nè các bạn nhìn kỹ nha, là một cái chậu này nè khoảng 2 muỗng cà phê DB nha, đó như đây thôi nha, là các bạn cứ dãy mỏng lên bắt buộc phải có DB nha các bạn. Đó chờ vậy thôi, tại vì cái mình chỉ sẽ chia sẻ vậy thôi chứ còn cái vườn mình hôm nay chưa có bỏ được. Một cây này bỏ khoảng 3 nắm, khoảng 2 muỗng cà phê DB, còn cái chậu nhỏ này 6 7 tấc các bạn bỏ 1 muỗng cà phê DB thôi, giải giải lên đó luôn, giải đi mix xong rồi giải DB lên, còn các bạn chọn lộn là giải không bao giờ được nha, tại vì nó không có đều được, hột lớn hột nhỏ sao đều. Thì hôm nay mình chia sẻ từ thuốc với phân rồi cái những gì mình làm trong thời gian đó, đó là nay đó mười mấy 20 năm nay, thì các bạn xem và coi theo các hiệu đó thì các bạn mua. Giờ các bạn đừng gọi hỏi mình mà kêu nhắn tin gửi qua rồi mình không có gửi được đâu, tại vì mình đi làm. Còn các bạn thương mình, nếu mà thích mình và thích cái kênh mình làm chia sẻ gì mai ghép mai vàng thì các bạn nhớ cái giờ gọi là từ 19 giờ đến 21 giờ 30 các bạn gọi mình thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Còn ban ngày mình gọi nhiều khi mình không nghe máy được, các bạn không có buồn phiền gì mà hết nha. Mình hôm nay mình chia sẻ vậy thôi, mình còn anh em nào mà thương yêu quý mình thì nhớ xem cái kênh mình và bấm đăng ký để nhận được cái video mới. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha.